So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ vác khẩu M1216 súng cá và bắn danh siêu bố cho anh em xem. Đấy. Thì cái khẩu này hôm trước test ở trong chế độ zombie trước rồi. Hôm nay bắn chế độ danh nha. Ôi trời, thằng là vứt. Oh, hàng về anh em ơi. Cầm adup cải thiện số kill nào. Nói chung là cái khẩu súng cá VIP bạc này thì mình chưa bắn chưa bắn người lần nào. Hôm trước là nhận đòn phát vào bắn zombie luôn. Thế bắn zombie yếu vai đái à, bắn người không biết như nào. Hy vọng là nó sẽ ok. Và đây là lần đầu tiên mình cầm khẩu adup Noble Gold mà đã có skill headshot anh em ạ. Ai cho cho. Nhưng mà nhìn có vẻ hiệu ứng của nó hơi giật anh em ạ, hơi giật. Này mà bắn nhau là cũng hơi thiệt anh em ạ. Tại máy mình nó yếu rồi và kiểu là cái khẩu này nó màu mè quá. Nó giật. Ai ạ. Cái gì đấy bạn? Ôi sao cái gì mà chưa chia 1v4 luôn anh em ạ, vãi cả đái. À rào đấy. Thôi. Bắn chăn chưa? Bắn chăn chưa? Đi lật em. Ôi giời ơi. Vậy là rõ. Rồi 1v1 bom bì à. Đấy. Cầm adup không phải là để trưng đâu anh em ơi. Cũng la liếm được một kill chứ. Mà hơi giật. Nhìn thấy người bắn hơi giật. Kiểu là khẩu súng nó đẹp quá anh em. Mình giật chứ không phải nó giật. Ừ. Mẹ thằng này đặt bom cao này, khả năng lại giúp hầm rồi. Đấy là cay nhỏ. Nào, chị yên tâm vào đây. Mày ra đây. Ôi dạ. Ây à. Cái bài này được nha. Con mẹ nó đặt bom cao xong rồi nó giúp thùng anh em ạ. Chứ đéo phải vào hầm. Vứt đây rồi. Đấy, thế chứ. Rồi, mình cứ nhặt adup đi. Nếu mà nó vứt cả trận thì mình sẽ là clip adup. Còn nếu mà nó vứt vài hiệp thôi thì mình lại phát súng cá ra mình bắn. Ủa, đi đâu mà thiệt anh em. Cái gì mà đồng đội cho chi chết mẹ hai thằng rồi. Ô kìa. Bắn gì các anh. Chết mẹ ba thằng rồi. Ô mít này. Ừ, chơi luôn này. Mày, ai ạ. Trời ơi, mày. Ôi trời ơi. Vừa nhả là hai viên chết mẹ luôn anh em ạ. Đùng. Thằng rất tốt. Khẩu shotgun này bắn khỏe lắm anh em ạ. Bắn viên đạn to đúng. Hay. Chết vào kia, vào kia. Cố lên, cố lên. Rồi, giờ không được rồi. Sao bắn cái khẩu nào bắn mẹ rút lục ra là phải cầm ra chiến luôn. Ờ. Mà xác định bắn mẹ shotgun là cầm shotgun chơi luôn. Ôi, hiệp này đéo vứt rồi anh em ơi. Thôi, lại mình lại quay lại súng cá của mình thôi. Súng của mình vẫn ok mà. Ừ. Nó vứt thì thôi, coi như là mình test được hai trừ hai game đấy. Hai game bắt được mỗi kill adup anh em ạ. Rồi, nào. Các con rời có đẩy. Ai à, hay quá nhờ. Ba red xuyên đôi. Ôi rào lên kìa anh ơi. Ừ, đấy, con mẹ mày. 1 2 3. Ui giời ơi, 3 viên mới đi ạ. Ơ nhưng mà cũng được. Được cái là ra đạn nhanh. Thay đạn cũng nhanh nữa. 3 viên anh em ạ, 3 viên. Tầm trung 3 viên. Tầm gần chắc chỉ 2 viên thôi. Có đây. Ôi giờ 16. Cái đâu mày? Chạy. Chạy hộ. Chạy hộ. Chạy. Ui giời ơi. Tầm trung phải 3-4 viên anh em ạ. Mắc nhất là được 35 máu. Nhưng mà thế là cũng ok rồi. Ừ. Bắn cảm giác là tầm trung bắn ngon hơn cả A12 chứ đùa đâu. Rồi. Nó không vứt thì mình lại chơi súng của mình thôi. Cái clip này lại phải súng cá thôi. Rồi thằng kia nhảy B chết anh em ạ. Khẩu này có quả khoe súng. Mới đầu mình tưởng VIP vàng chứ hóa ra VIP bạc nhá bạn. Đéo ok lắm. À, mít không ai canh khả năng là móc đây. Rồi. Bê chết luôn kìa. À đâu. Trước mặt này. Mày. Ai à. Gần phát đi luôn nha. Trong 41. Ôi dồi. Ôi. Ôi trời pin thiếu. Ui. Đặt bom này. Ôi, cái gì đấy bạn. Cái nồi gì đấy bạn. Tự nhiên như ở nhà ai nhỉ. Bom B này. Ô mẹ nó cầm bom lên nó đặt như thật anh em ạ. Thằng trong cửa B này mình thục cho một phát 141 luôn ạ. À đồ khỏe vai đái. Tâm văn khỏe chứ. Nó đi hầm này. Ừ nó đi hầm. Cho bạn luôn này. Đây. Ôi ui dồi ôi. Vào đầu 211 anh em ạ. Giá gì chứ. Giờ đúng là súng của mình khác. Bản nó khác hẳn anh em ạ. Khác với súng đi nhặt. Ây ngay. Ây là rõ. Đừng có đùa với khẩu này nha. Khẩu này bắn cũng được ấy. Cảm nhận của mình là bắn được ấy. Anh em bảo là. Nhưng mà phải bắn chuẩn cơ. Khẩu này bắn chuẩn.
tầm 3 viên là cút. Gần thì 2 viên, 1 viên. Nhưng tỷ lệ 1 viên cút ít lắm anh em ạ. Ít. Rồi. Bê đê, mẹ. Đi bê đông này thì dồn mẹ phun bê đê. Tao canh hầm cho. Nhớ là giúp hết hầm này. Rồi. Nói chung nhìn ngoại quan về cái khẩu shotgun này nhìn đẹp phết các bạn, đẹp phết. Ừ. Cũng được, được thêm quả khoe súng nữa. Kèm một khẩu này nó cho vip vàng phải ngon không nhỉ? Vip vàng nó sẽ ok hơn, vip vàng thêm quả kim mắc vàng vàng xanh xanh nữa thì hết nước chấm mình ạ, hết nước chấm. Nhưng mà đời nó không như mơ, vip bạc nên cho là vip bạc cho nên là mình lắp cái quả kim mắc điện thoại vào. Thế đéo là bên nó ném cả bom và 3-4 thằng chạy luôn ạ. À, đồ. Đi ở bên một phút. Ôi giời, có này trước mặt này. Mày ai hai thằng luôn. Vào đây. Ừ, sấy vào đây. Vào đấy. Ui giời, đông thế. Ui giời, nó spam trước kìa. Cố bắn thêm 1 viên nữa là kiểu gì có 1 trong 2 thằng chết đấy ạ. À, 64-70 kìa. Yếu hết rồi. 64-70 anh ơi. Yếu mẹ hết rồi. Rồi, 1 thằng chết rồi. Biết thằng nào chết kìa. Cái thế nhồ. Thằng 64 chết rồi, còn thằng 70 nữa. 70 rồi. Rồi, vào chơi luôn. Đúng rồi. Khô máu luôn chứ không chạy đeo đâu nữa. Yếu rồi mà. Bắn trúng viên nó cút ngay. Rồi. 5 hiệp được 10 kill, tính ra mỗi hiệp cũng được 2 kill. Thế là ấm rồi anh em ạ, thế là ấm rồi. Ấm hơn lốp. Rồi, vẫn là tiếp tục là B thôi. B chúng bọn nó phải đẩy được vào B cơ. Bọn nó đẩy được vào B xong mình mẹ chiếm cái hầm này, thằng nào nhảy hành lang xuống là mình thịt hết anh em ạ. Ừ, thịt hết. Đi nhẹ thôi, đi hầm thì đi nhẹ thôi. Mình sẽ đứng đây mình tập du đi. Nào, có thằng nào đi hầm không? Có này, ô, cái gì bạn? Ô, mình tí mà bạn ra thật à? Láo thật anh em ạ, 2 viên đi ngay, lủng người ngay. Mít nhà mình chết kìa. Ô. Nữa này. Có thằng hầm nữa này. Ô, lên đây. Ừ, đã biết gì. Ôi. Ôi dài ôi, đầu đổi thông 3 mộ anh em ạ. Nguyên cái cầu thang này thôi là 3 thằng. Rồi, 3 vết 1. Đến A đi anh, đến A nó bọn được đấy. Ra đây. Kiểu gì thằng này từ B về mid này. Đây mid này. À, bắn AK lên A đi anh. Đấu với nó làm đéo gì? Cho mày này. Thôi mày chết. Mày, ấy ạ. Con mẹ thế mà nó chạy được chưa? Ô. Vô lý. Ô, mẹ thằng này phi lên A luôn à? Alo. Ô, cái bom. Con mẹ nó cái bom kìa. Ui giời. Đeo được một tí nào, mấy bố bắn thế này thì chết. Ôi, nghe mùi toàn lắm. 15 giây cố cáo đi. Ôi, đeo được rồi. Làm 3 rồi, 4 rồi, không đánh được. Ôi giời. Bắn này chết. Mẹ sau cái quả đấy ở mid ấy, mẹ mình kê thẳng như thế mà thế đéo là nó lại rẽ ngang sang bên phải được dị chứ. Quả nó phi thẳng vào cửa là 1 viên là khả năng là cút rồi đấy. Là mình dí đến cùng luôn đấy. Kiểu dính 1 viên là mình dí ngay ấy. Mà tí đéo là mà lại né được. Mà nó né xong rồi nó còn đéo thầm kê nó lên ăn luôn chứ. Ui kiểu gì. Ôi này cái gì ấy. Cái gì bạn. Ô. Bạn. Ai à. Mà tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ. Mẹ đẩy em bê như thật anh em ạ. Ừ. Cho 1 viên giữ người ngay có này. Mày, ừ làm sao? Hành lang có. Thằng này nó ném bom mình sao? Hay quá nhờ, ấy à. Giật tay thằng Akachan nó lại về bu liếm à. Mày nó liếm phát 2-3 thằng luôn ạ. Đấy, chà. Được, đấy. Rất cần những người đồng đội như này. Nhưng mà hình như là mình hơi bá anh em ạ. 7 hiệp và mình làm 15 rồi. Ấy chà. Chốt nào. Đừng để cho nó lên chung kết nha. Hay quá anh ơi. Đấy, Barret cứ bắt được người. Ai à, có bắt được người luôn kìa. Ai à. Nhanh hết kill anh em ơi. 5-3. B đi, vào B đi. Vào B mình chặn mid là quá đẹp luôn.
Rào có một kẻ đang bắn nhau với thằng số 1 kìa. Từ từ nhá. Đó là mình phải bò lên anh em ạ. Ừ, bê chết mẹ rồi. Bố này phá đám thật sự. Mày kê kê một góc cho xem nào, để tao còn kê với chứ. 3 vết 3. Ôi giời ơi. Đéo hồn một tí nào. Ngồi đi kê thằng mít anh em ạ. Có này. Ừ. Mày, ừ, 79 chạy đâu? Chạy đi đâu bạn? Hành lang có luôn. Mày 12, 12 tiếp. Ui, 50. Ui xôi ui. Bố láo chúng tôi à. 2 vết 1, bom rơi. Bom rơi dốc A nữa. Đấy, chà chà nó dốc A anh em ơi. Ừ, thế thì mày xong với tao rồi. Thế thì mày xong với tao rồi. Nào, ăn bom quả đấy không dính hơi phí. Quả đây mà dính đó thua anh em ạ. Chắc dính được khoảng 10 máu ạ. Thấy vẫn chênh lét lẹt lẹt ạ. Cho quả quắp vào mồm ngay. Mình không bắn quắp quả đấy là cái thằng kia nó móc hồi sinh là nó liếm mất anh em ạ. Cho nên là thôi liếm luôn, liếm nút được ngay anh em ạ. Rồi và xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like và subscribe nếu vẫn chưa nhận báo clip mới nhất của mình nhá. Theo mình thấy thì cái khẩu súng cá này bắn cũng ok đấy anh em ạ, cũng ok đấy anh em, cứ luyện bắn 2-3 viên thì cũng ok đấy anh em ạ.